Đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá thần tổ quốc. Hôm nay em tục lên một clip gồm 14 ngàn câu nha anh em. 14 ngàn câu này 14 ngàn câu hàng kỳ nhật, có Ikada, có và Hachi. Thì lô này lô hàng đến cảm giác. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hàng lỗ không cho biết mình đó thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên người là một cây cần Ikada. Thì Ikada này là một cây cần 2m4 nha anh em. Đó, chuẩn 2m4 luôn. Cây này thì 3 khúc, đó, đọt dấu trong. Thì rất là hiếm, lâu lâu mới về được một cây giống thế này. Đó. Chắc liệu là carbon nha mọi người. Đó, chắc liệu là carbon. À, cây này của anh Fataco. Thì anh Fataco một thương hiệu của Nhật. Đây, đọc ở đây. Đó. Đọc gốc gà được nha anh em. Đó. Đó, 3 khúc nha mọi người. 3 khúc gốc gà được. Đọc dấu trong. Đó, cây này thì chiên cho anh em câu hành cháp nè anh em. Đó, hành cháp. À, thì ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nha mọi người, ngoại hình nó có xuất sắc đi ti. Giờ anh em chịu khó vệ sinh lại giúp em đây à. Cái này 2m4 nha anh em, thương hiệu nội địa Nhật, fan bắt Fuji đầy đủ nha anh em, đủ mét nha. Đó, cái này đủ mét luôn. Đó. Rồi cái này thì nặng chỉ có 129g thôi. Đó, đọt 0.6, giá công khai 1.4 cộng ship nha anh em. Đó, cái thứ nhất giá 1.4 cộng ship. Đó, khúc nói này. Đó. Tiếp theo cây số 2 em lên cho người một cây hàng thương hiệu của Shimano. Thì cây Shimano carbon 2 da. Đó, cái nút chụp đầy đủ nha mọi người. Đó, cây này nút chụp còn đầy đủ nha. Đó. Thì cây này vẫn là cây Ikata. Đó, Ikata kỳ nhật. Thì cây này là fanbat Fuji nha nè, fanbat Fuji. Thì cái này dài 1m8, thì em đo chiều dài thực của nó chỉ còn 1m78 thôi nha anh em. Đó, còn 1m78 thôi, nó mất 2 phân. Đó. Chị cặn về thì em đo kỹ cho anh em luôn. Đó. Chất liệu là carbon sắn nha anh em, giả chúc carbon sắn 2 da, rất là đẹp luôn. Đó. Fan thì ok hết nha anh em. Thì cái này là một cây Ikata fan sẵn 360 độ nha anh em. Đó. Fan sẵn 360 độ nha. Đó, em nhắc lại. Đó. Thì họ làm thế này thì cũng có ý đồ của họ nha anh em. Đó. Thì khi xuống mồi nó thì cũng vẫn sẵn nha anh em. Đó. Đây nè, carbon 2 da nha, ngoại hình còn rất là tươi nha anh em. Đó, mới tươi tát sáng luôn. Thì cái này dài là 1m78, đọt là 0.5, nặng là 80g. Giá công khai cây số 2 giá 1.5 cộng ship nha anh em. Cây số 2 1.5 cộng ship. Hàng mới nha mọi người. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 là một cây Ikada full hợp nha anh em. Nó full hợp 2 đọt. Thì cây này là hàng của Daiwa. Thì cái này dạng carbon brick cơ, carbon 2 da nha anh em. Đó. Anh em nhìn anh em mới biết. Thì cái này dài 1m8 anh em, dài 1m8. Đó. Thì có hai đọt, một đọt là 0.4, một đọt 0.3. Đó. Thì giá nó bán tại Nhật là 19.000 yên, tầm đâu đó tầm khoảng 4.5 triệu tiền Việt Nam nha mọi người. Đó. Cây còn full hộp, sách hướng dẫn túi nha anh em. Hộp này mắc cái đầu chụp dưới đây nha. Đó. Sao thì em nói vậy cho anh em. Đây, đó. Thì cái này em đo đây rồi, đủ mét đủ tắc nha anh em. Đó, còn rất là mới luôn. Đó. Cây bao mới nha anh em nha. Fan là xứ xám nha anh em, Fuji xứ xám. Keo chạy ok hết nha mọi người, bao mới nha. Đây, Ikada. Đó. Hàng nội địa nha mọi người. Đó, bát đẩy qua luôn. Đọt nha anh em, đọt ok nha mọi người. Đó, không lỗi lầm gì hết. Để đọt này cho anh em xem. Đó. Đây, còn gấp và mới anh em, dạng carbon sẵn 2 da nha mọi người. Anh em có thấy. Đó, nhìn đây nè, đó. Gà nhám tay nha mọi người. Đó, fan ok hết. Rất là mới nha mọi người. Đó, khỏi chê đâu hết. Thì cây số 3 full hợp, giá công khai là 1.6 triệu cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 em lên cho người quẩn một cây Ikata, đó, hàng 2 da. Thì cây này sắn 2 da, dài 2m, 2 đọt nha anh em. Đó. Còn nấp chụp đầu luôn. Đó. Thì sắn thế này thì khỏi bàn, đó, độ mới cũng rất là cao anh em. Đó, fan Fuji luôn. Đây, đó, hai đọt nha mọi người, cây này 2 đọt. Sắn găng guốc nha. Đó. Bát Fuji. Shimano.
anh em, đọt quẩn đọt sẵn anh em. Thì cái này em đo chiều dài thực đó, một đọt đó là 2m1 đúng thông số chính cần nè, đó một đọt nó là 2m36 là mắt 4 phân đó. Sau thì em nói vậy cho anh em, thì hai đọt thì một đọt 0.4 một đọt 0.6 nha anh em, đó sẵn ok hết nha mọi người, đó chỉ thì ok hết. Thì chỉ này là đi chỉ lại nha anh em, nó phen này đi chỉ lại đó, nó lỗi chỉ đi chỉ lại thôi, không ảnh hưởng gì hết. Thì đọt này thì nguyên zin nè anh em, đọt 2m1 thì nguyên zin đó, lấy trong hộp cho anh em xem luôn. Đây hai đọt nha anh em, một đọt 2m1 và một đọt 2m36 nha nè, sáng nhất là sáng găng guốc luôn á, rất là đẹp luôn. Thì thông số chiều dài thế này thì rất là hiếm nha nè, ít khi nào về một cây giống thế này lắm đó, của Shimano hàng nội địa. Thì cái này cái nặng là 125g nha nè, nặng 125g, giá công khai cây số 4, giá công khai là 1.700.000 cộng ship nha. Đó rồi, 4 cây cà tay anh em, chiếc này về được 4 cây. Tiếp theo qua cần bên đây, cần câu bè cho anh em. Cây số 5, cây số 5 lên cho người là một cây hàng hàng của Daiwa. Đó, hàng Daiwa HS, hàng Daiwa đời cao nha anh em. Đó, phen đây. Thì cái này em có địa chỉ lên nè, nó địa chỉ được vài phen nè, 1 phen, 2 phen, 3 phen, 4 phen. Đó. 4 phen này em địa chỉ là nha anh em, đi keo là thôi. Nó phen thì nguyên zin của nó nha. Đó. Phen thì nguyên zin của nó luôn. À, đây nè. Có một số phen nó bị rỉ chỉ á, em đi chỉ lại. À, thì dòng Daiwa HS này thì phôi rất là chuẩn anh em. Đó, cây này đọt 20 nha anh em, dài 2m4 đọt 20. Cây này hàng của Korea xuất Nhật nha. Ngoại hình khá là ok. Đó, chuyên câu chuyên cho anh em câu trên bè, trên ghe, trên thuyền. Đó, dạng đánh thanh cháp, câu cảm giác. Câu cá động, cá lù đù anh em. Đó. Thì cái này nặng là 150g. Đọt là 1:2. Cứng 20, cây số 5 giá công khai là 400k nha anh em. Đó một cây cần đây qua chất liệu carbon mà giá 400k quá bèo rồi đó. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn một cây đây qua đó. Thì dòng này vẫn là dòng của Daiwa HS nha anh em. Đó. Thì cái này dài 2m4. Cây này số bộ phen là bộ phen xít nha anh em, bộ phen xít. Đó, bộ phen xít biển bóp. Anh em. Bóng lóng nha anh em. Đó, loại xít nha. Đó, phôi ít. À, bát là bát tay qua đời cao nha mọi người. Đó. Thì cái này có một lỗi duy nhất là bị lai phen. Đó. Đó. Cây cần đặt sản xuất tại tay qua mà có đầy đủ. Anh em. Lai phen này kế đầu bu. Đó. Em không biết cái phen này lai hay họ cố tình gắn cái phen này vô á, thì em cũng chả biết. Hàng về sau thì em để quậy cho anh em luôn. Đó, vẫn là phen xít anh em. Đó, phen xít hết nha. Đó. Thì dạng này dạng cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, câu hanh chấp, câu tôm, dạng câu cảm giác thôi. Thì cái này nặng là 250g, đọt cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Đó, đọt 1.4 giá công cây. Cây số 6 là 550k cộng ship nha anh em. Cây số 6 là 550k cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 là một cây cần nội địa, cần nghệ nhân. Anh em. Nhìn thế này là biết rồi. Đó. Dạng đi chỉ đây rất ok anh em. Phen bát là bát Fuji tam hoàng nè. Đó. Phen là phen Fuji xít. Thì cái lỗ xít đó anh em, nó sẽ làm bóng hơn những cái phen thường. Đó. Gai dây rất là mướt nha anh em. Phen này phen bóm nha anh em, phen bóm. Thì phen này là phen nguyên zin, nguyên bộ, không độ chế đi keo gì lại hết. Đây, bộ đây, bộ cũng là bộ xít luôn nha anh em. Đó. Phen này thì đợt trước em có hư một cây cần, em thay một cái phen 100k, đó. Cứ một phen 100k tính tới. Thì đến bộ phen này thì hơn tiền cây cần rồi. Đó. Thì cái đó là lúc mình cần á thì giá nó sẽ như vậy, chứ anh em đừng có la tháo phen ra mà bán. Thì cái này dài là 2m24, nặng là 290g, cứng 20, đọt 1.3, giá công khai là 700k anh em. Đó. Cái này vẫn về cho anh em đi câu hanh, câu cháp, câu động. Đó.
dạng câu tôm á, rất cảm giác luôn nè, nó đọt nó cực kỳ cảm giác luôn, rất là nhẹ nha. Đó, test cho anh em luôn á. Rồi đó, giá công khai cây số 7 giá là 700k nha anh em. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho mọi người là một cây càng carbon giả trúc. Đây, chất lượng carbon rõ ràng nha mọi người đó. Thì cái này là một cây carbon giả trúc phen thường bát thường, tên nó đây em chả biết đọc luôn đó. Giả trúc cho anh em, lỗi lỗi xám đó. Phen thường nha mọi người, phen thường lỗi xám đó, chất liệu carbon. Dạng này dạng cần hai chi nha anh em, hai chi bên cảm giác câu hành chắp ở miền Tây, câu cá mè, câu tôm đó. Thì cái này nặng là 140g, đọt là một ly, đọt là 1 ly 5, độ cứng ra tầm khoảng 15-20. Giá công khai cây số 8 giá là 450k cộng ship nha anh em, số 8 450k cộng ship. Tiếp theo là cây số 9, cây số 9 em lên cho người một cây cần của Sunfit đó, một cây cần Sunfit carbon 2 da đây anh em, double carbon đó, carbon 2 lớp nha đó. Thì cái này fan là fan Fuji dạ quang anh em, một fan đèn dạ quang nè, hai fan nè, ba fan nha anh em, ba fan Fuji dạ quang, tất cả các khoang fan còn lại là dạng Fuji lỗi xám nha anh em đó. Đọt nha anh em, đọt nó dạng mỏng mảnh đó nè, độ cứng cái này có 10 thôi nha anh em, độ cứng cái này 10. Chia cho anh em câu hành chắp, câu cá động đó, cá lù đù, ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Fan bass Fuji cán mái chèo đó. Thì cái này dài 2m1 cứng mừng, dài 2m1 cứng mừng, nặng là 125g, đọt 0.8, giá công khai là 850k cộng ship nha. Cây số 9, tiếp theo cây số 10, cây số 10 em lên cho người là một cây cần của Daiwa Viking hàng nội địa, carbon 6x cho anh em, dòng Daiwa Viking này carbon 6x, đọt đọt thấp. Fan là fan lỗi xám nè, đây đâu mà bikini. Cây này dài 1m8 cứng mừng nha anh em, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, fan ok chứ nha anh em, không lỗi lầm gì hết, không độ chế đó. Hàng của Taiwan xuất Nhật nha đó. Đọt rất là dịu nha anh em, câu hành táp, câu trên bè trên thuyền rất ok nè, dạng đánh cảm giác. Thì cái này nặng là 150g, đọt là 1 ly, cứng mừng. Giá công khai cây này là 1.1 triệu cộng ship nha anh em. Cây số mừng 1.1 triệu cộng ship. Đó là cây số 11. Thì cây số 11 em lên cho người là một cây cần 2 đọt hàng của Suzumi. Đó. Hàng Suzumi nha anh em. Thì cái này vẫn là một dạng cần 2 chi. Đó. Chất liệu carbon nè, carbon sáng chìm. Đó. Anh em có thấy. Fan là fan Fuji là xám nha anh em, bát là bát bộ Fuji xít nè đó, đọt là đọt sợi tinh tinh nha anh em, đọt sợi tinh đây, khúc nối gáp đây đó. Thì cây này thì em một đọt em có đi keo là một fan này đó, giống fan này nào, cái này em đi keo ra để chỉ lên nè, dưới fan này đó, thì cạnh nào đi keo để chỉ đây thì em nói với anh em luôn cho dễ. Thì cái này dài 2 nốt, 2 đọt, 1 đọt cứng 10, 1 đọt cứng 20, ngoại hình có xuất sắc này anh em. Đó. Ngoại hình có xuất sắc, được cái là foil carbon trắng 2 đọt. Tùy vào địa hình và địa thế mà anh em đánh. Đó. Còn khá là ok nè, fan ok hết nha anh em, khá là ok. Thì cái này dài 2 nốt, 1 đọt cứng 10, 1 đọt cứng 20, nặng là 125g. Đọt cứng 10 á, đọt đọt cứng đọt 0.8 là đọt cứng 10, đọt 1 ly 2 đọt cứng 20 như nè. Giá công khai cây số 1 giá là 750k cộng ship. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 bên cho người một cây Alpha Taco. Alpha Taco hàng 2 da. Sáng ít 2 da, hàng nguyên kiện luôn nha anh em. Nguyên kiện. Thì cây Alpha Taco này thương hiệu nội địa nha anh em. Đó. Đây nè, sáng 2 da nè. Dạng sắn của Power Lock, dạng của NFT á mọi người. Sắn này khá đẹp. Đọt là đọt tháp nha anh em, hay chi toàn là đọt tháp thôi nha mọi người. Đó. Anh em kiếm đọt carbon thì không có đâu. Phen lỗi xám Fuji nha mọi người. Đó.
ngoại hình ok. Thì cái này 21 một đọt cứng 20, một đọt cứng 50 nha nè. 21 một đọt cứng 20, một đọt cứng 50, fan Fuji, bass Fuji. Nặng 160 g. Đọt 1 ly 5 á, cứng 20, đọt 2 ly cứng 50 nha nè. Giá công khai cây số 12, giá 1 triệu cộng ship nha nè. 1 triệu cộng ship. Thôi khá là đẹp nha mọi người. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho người là một cây cần 3 khúc hàng nội địa. Thì cái này dạng đánh cảm giác, bao cảm giác luôn. Và nó rất là đẹp luôn. Đây. Cái này là một cây cần tem riêu. Đó. Hàng tem riêu thì anh em khỏi chơi. Cái này xứng đáng về sưu tầm luôn anh em. Bát gắn cực kỳ đẹp nha anh em. Nó đi chỉ đi kèo rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji nha anh em. Đó. Khớp nói đi, rất là đẹp luôn. Fan là ok hết nha người, không lỗi lầm gì hết. Đó. Chắn tin. Chất liệu rồi, chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon. Fan lỗi xám nha anh em, rất là mới nha anh em. Hàng tem riêu, hàng nội địa. Thì cái này dài 3m nha anh em, dài 3m, cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Đó. Dài 3m, cứng 20, chuẩn đánh cảm giác luôn, đánh trên đánh bến cảng nha anh em, dạng đánh bến cảng trên cầu. Đó. Thì cái này về Quảng Chiên cho anh em câu hanh cháp cho anh em, cực kỳ mới đẹp nè anh em. Độ dịu đó đây, test độ dịu cho anh em xem. Đó, rất là dịu nha. Thì cái này nặng là 175 g, đọt là 1 ly 8, cứng là cứng 20, giá công khai là 1.6 triệu cộng ship nha anh em. 1.6 triệu cộng ship, cây số 13, dài 3m. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 14, cây số 14 lên cho người là cây cuối cùng, dạng bay qua lòng dạng của cần Olympic, hàng nội địa sẵn hai da fan xít. Đây anh em nhìn một fan xít từ xa đây. Đó. Nhìn là mê liền. Đó. Đây nè, fan xít nha mọi người. Đây. Đó. Góc là góc gỗ nha anh em, làm cực kỳ đẹp nè. Đó. Đây fan xít. Phôi là phôi sắn nhất nha anh em, phôi sắn găng gút đây. Đó. Thấy bát là bát Fuji. Đó. Dài 3m3 nha anh em, dài 3m3 cứng, không, dài 3m6 cứng 30 nha anh em, dài 3m6 cứng 30, hàng thương hiệu Olympic. Fan xít, bu xít nha anh em. Đây nè, fan Fuji xít, bu xít. Sắn là sắn găng gút luôn nè. Anh em có thấy rất là đẹp nha anh em, cái này độ mới ra tầm khoảng 95% nha, rất là mới, rất là đẹp luôn. Dạng này về cũng cho anh em câu trên hành cháp nha anh em, câu hành cháp, câu trên bến cảng bè thì nha. Đó, đúng cảm giác sưu tầm. Đó, rất là mới. Thì cái này nặng là 290 g, độc 23, cứng 30, dài 3m6, giá công khai 1.6 triệu cộng ship nha. Rồi đó, tổng cộng 14 cái cần em lên trên hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.